Dạ chị ơi, chị ráng cho em thêm vài bữa nữa nha chị. Em đang xoay sở nhưng mà chưa có đủ tiền. Nè, tao cho mày thêm một tuần nữa. Tới ngày đó mà không có tiền trả cho tao thì mày tới số rồi mày. Em đang định mở quán cà phê á chị. Nhưng mà mở quán cà phê á thì mình phải thuê mặt bằng. Thì em ước gì thì có người nào mà sang lại quán cho em thì đỡ biết mấy. Dạ alo. À Hiền hả, chị Nga đây. Hôm bữa chị có nghe em nói là em muốn mở quán cà phê. Không biết là em đã tìm được mặt bằng hay là quán cần sang chưa ha? Dạ em tìm cả tháng nay nhưng mà vẫn chưa có chị. Trời may quá, chị cũng đang tìm người để sang lại quán cà phê đây. Cái quán mà hôm bữa chị em mình gặp nhau á, cái đó là quán của chị đó. Chị sang lại với giá bao nhiêu ha? Chị để lại là 300 triệu thôi. Em thấy sao? Chị vừa mới cho nhân viên dọn lại một số chỗ. Cũng ok nhưng mà chắc phải tháng sau em có tiền đưa cho chị được. Tháng sau thì kẹt cho chị. Thôi thì chị tính như thế này ha. Em chuyển trước cho chị 200 triệu. Còn số còn lại khi nào có thì em chuyển cho chị cũng được. À mà còn hợp đồng thì sao chị? Chuyển tiền trước đi rồi chiều mai em ghé quán, chị sẽ làm hợp đồng cho em. Alo Tuấn ơi, thì tôi đang định sang lại quán của một chị đồng hương á, thì tôi chưa có đủ tiền, tôi định mượn ông một ít á. Làm gì tôi có tiền, dạo này tôi còn khó khăn lắm. Mà bà tính sang quán cà phê thì người ta đòi bao nhiêu tiền? Người ta đưa giá trước là 300 triệu á. Cái gì? Ở Sài Gòn này làm gì có quán cà phê mà rẻ như vậy, có 300 triệu thôi. Quán này là quán của chị đồng hương á, thì chỉ là để lại giá mềm cho. Được rồi. Sao bật không nghe máy? Chị ơi cho em biết. Em ơi, chị Nga chị quán có đến đây không em? Chủ quán đây là chị Xu mà chị không có chị nào tên Nga hết ạ. Ủa, chị Nga là chủ quán này mà. Để chị cho em xin hình nè. À chị này thì em không biết đâu chị ơi. Chắc chị có nhầm lẫn gì á. Không lẽ mình bị lừa sao trời. Alo Tuấn ơi, hình như tao bị lừa tiền rồi. Quán cà phê gì mà sang rẻ quá trời rẻ luôn. Vậy mà bà cũng tin nữa. Mà bà có chắc nhỏ đó là chủ quán cà phê hay không? Thì tôi có hỏi nhân viên ở đây rồi đó. Đâu bà đưa hình tôi xem thử coi. Em ơi, lại đây cho anh hỏi tí chuyện được không? Em xem giúp anh tấm hình này, coi cô gái này có phải chủ quán cà phê ở đây hay không? À chị này có phải chủ quán bên em thôi. À, mà anh cho em xem lại hình. Tại em chị này không quen quen. Anh xem mặt. À chị này là cái chị mà hay đến quán này uống cà phê á. Chị hay ngồi góc này nè anh. À vậy dạ. Vậy thôi xin phép anh ạ. Rồi dạ. Cảm ơn em nha. Dạ. Thôi được rồi. Vậy tôi nghĩ cách tính coi sao. Bà, phải nhỏ đó không? Nó đó. Để bà hỏi ngồi xuống đi, rồi mình làm bị bật nó liền. Bà kia, sao dám lừa tiền mạng của tôi hả? Lừa tiền gì? Em biết gì đâu. Thôi mày đừng có xạo. Mày lừa tiền tao sang quán xong rồi giờ mày trốn mất tiêu. Trả tiền đây. Cho tao ít thời gian đi, từ từ tao gom đủ rồi tao trả cho. Cho mày thời gian mày trốn luôn hả? Tao không biết, mày kêu nhà mày lên cứu cầu cứu đi. Tụi tôi báo công an hết rồi đó, liệu hồ mà trả tiền cho bạn tôi đi. Đừng báo công an nè, đừng có cơ tên lên công an. Để tôi gọi về nhà, tôi gọi về nhà xong rồi tôi nói về nhà một cộng. Gửi tiền trả cho bà nha. Tiền qua rồi, tha cho nó đi. Tụi tôi tha cho bà lần này đó, liệu hồ lần sau đừng có lừa gạt ai nữa. Được rồi, cũng may là tiền vẫn còn ở đó. Nhớ rút kinh nghiệm lần sau. Mà tôi nói bà nhiều lần rồi, mình có tin người quá, có ngày bị lừa nữa đó. Thời đại bây giờ, thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều. Cũng may là có ông á, không có ông thì tôi không biết sao luôn. Thôi được rồi, đi về thôi.